bất ngờ, bởi vì mình vừa gặp chị Huệ hôm giỗ tổ và còn ngồi cùng nhau, còn nói chuyện, còn giỡn, mà cái thần sắc của chị không hề biết. Thực sự là cái cảm giác đối với đàn em á, mà nghĩ về chị Huệ là thấy đó là một người nghệ sĩ rất là hiền luôn. Hiền lắm, cứ tủm tỉm cười. Anh Điền là cái người hoạt náo, tại vì đó thì luôn luôn đi cặp. Bản thân mình cũng ganh tị với chị là tại vì là thật ra chị cực kỳ tươi trẻ, lúc nào cũng rất là chỉnh chu. Mà bản thân mình thấy mình nhỏ hơn chị đấy, coi như là 20 tuổi mà mình không trẻ trung, không tươi tắn, không chỉnh chu bằng chị. Khi còn nhỏ là Ngân Quỳnh hát rất là giống cô Huệ luôn, y chang luôn, nhiễm từng câu, từng chữ một. Tới nữa cái mái tóc cũng để giống cô Huệ nữa. Thông tin nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ qua đời hôm 23 tháng 12 năm 2021 khiến đồng nghiệp lẫn người hâm mộ không khỏi bàng hoàng, tiếc thương. Đêm cuối diễn ra tang lễ, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân, diễn viên Ngân Quỳnh, Hạnh Thúy, Kiều Trinh lần lượt đến thắp nén nhang cho cố nghệ sĩ. Dù không có kèn trống, dù không có đàn ca, nhưng những câu chuyện về cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ được các đồng nghiệp kể lại vô cùng xúc động. Nghệ sĩ, nhất là chị Huệ thì luôn muốn mình đẹp trong mắt của mọi người. Và Thúy cũng nghe những người bạn mình nói là chị không thích chụp hình khi mà chị không chỉnh chu. Và Thúy nghĩ rằng là đó là cái tính cách của chị Huệ. Ví dụ như lần mà Thúy ấn tượng của chị nhất là trong cái lần giỗ tổ, thì mình nhìn phía sau là một cái cô gái trắng nõn nè, với cái tóc bông bê và gọi là chỉnh chu đến từng sợi luôn. Và sau đó khi mà quay lại thì mình thấy trời ơi, nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Và mình rất là thích cái kiểu của chị. Nhiều người hay ghẹo là đi giỗ tổ thôi mà sao lại gì đẹp dữ vậy, thì chị mới nói là ủa, đi giỗ tổ thì đẹp chứ, nghệ sĩ mà không đẹp thì làm cái gì nữa bây giờ. Và tôi nghĩ rằng là chị Huệ không chỉ là một nghệ sĩ đẹp trên sân khấu hay trên sàn diễn, đẹp cả trong đời thường, đẹp cả về mọi hình lẫn là trong cái cách ứng xử của chị. Chị Thanh Kim Huệ mất có thể nói là một cái thiệt thòi rất là lớn cho những người yêu mến mộ sân khấu cải lương. Và tôi nghĩ rằng là cho đến giờ này khi mà nói về chị Thanh Kim Huệ thì có lẽ là cô Lan trong Lan và Điệp là một cái hình tượng mà đến giờ này vẫn không ai có thể thay thế được. Với tuổi trẻ đó thì mỗi một người đều có một rơ. Có người thì thích cô Lệ Thủy, có người thích cô Mỹ Châu, có người thích cô Thanh Kim Huệ, có người thích cô Bích Hạnh hoặc là má Thanh Nga này nọ, mỗi một người. Nhưng mà riêng với Ngân Quỳnh á, hình như cái chất giọng của cô Huệ là giống với lại chất giọng của Ngân Quỳnh hồi còn trẻ, chứ bây giờ là hết giống rồi. Giọng Ngân Quỳnh bây giờ phải thành là cái giọng nó đậm đặc rồi, ca không giống và không bằng cô Huệ nữa. So ra cô Huệ hồi năm ngoái năm kia gì đó là cô Huệ diễn cái vở Lan và Điệp thì Ngân Quỳnh phải giật mình luôn, nói trời ơi, tại sao đến lứa tuổi của cô mà hát không chênh không phô, cái giọng vẫn giữ y như trẻ luôn. Cái điều đó là Ngân Quỳnh rất là ngạc nhiên, cho phải gọi là ngưỡng mộ cho thần tượng của mình. Và thật sự mình ngưỡng mộ anh Điền, từ những lúc gặp mặt anh Điền luôn kể về chị với tất cả tình yêu. Anh luôn khen chị rất nhiều điều. Anh luôn khen về một người vợ rất yêu thương, hy sinh bạch luôn hãnh diện nhận tấm hơi hải. Mình vô tóc nhang mà ông còn chờ. Hỏi thăm anh có bay về kịp gặp chị không? Nói kịp để nói chuyện vài câu, thì tán bả vài câu. Anh Điền anh hay giỡn cái miệng nhiều lắm. Nhưng mà về chuyện tình cảm, ảnh trong lúc ngồi rất chừng mực. Ảnh và mái ấm gia đình công trọng mà. Lần nào gặp ảnh cũng luôn dành những lời rất công trọng dành cho chị Huệ. Cái đợt mà đi Hà Nội vừa rồi á, thì lúc chị Huệ, lúc nào cũng vậy, là gặp chị Huệ cái là hỏi bí kíp là chị ơi sao chị ốm quá vậy, mà lúc nào cũng giữ cái phọt y như vậy luôn, lúc nào cái phọt cũng như vậy, không có lên xuống gì hết trơn á. Đó là lúc nào cũng chị truyền bí kíp cho em đi chị, mà nhỏ xíu à, lúc nào cũng ôm chị Huệ mà do thiếu điều mà cái vòng tay nó sát cho tới đây luôn. Đó, lúc nào cũng vậy đó. Mà rồi đi đâu thì cũng là chị Huệ với anh Điền một cặp, chứ không ít khi nào mà gặp riêng mình chị Huệ, mà cũng ít khi nào gặp riêng mình anh Thanh Điền. Đó, hai ông bà giống như Sam vậy đó. Đó thì luôn luôn đi một cặp. Thì cái người tủm tỉm cười là chị Huệ, mà cái người hoạt náo là anh Điền, lúc nào cũng là như vậy. Ngồi lâu, tiếp xúc lâu thì chị Huệ cũng chịu nói chuyện lắm, chịu nói chuyện cũng chịu vui lắm. Ví dụ như là từ hồi lúc mà chị Huệ còn son sắc, còn trẻ trung, thì lúc đó là tụi chị mới ra nghề không? Thì lúc đó là khi mà chị Huệ với anh Điền đi cũng một cặp như vậy, và anh Điền cũng ngưỡng mộ y chang như vậy, tức là ánh mắt lúc nào cũng ngưỡng mộ vợ vậy đó. Rồi xong đến khi mà mới gặp là cái lần đây gần đây nhất là gặp Hà Nội, thì
cái ánh mắt cũng y chang vậy luôn, lúc nào cũng ngưỡng mộ vợ vô cùng luôn. Đó, mình thấy hay ghê luôn, không hiểu.